Sáng ngày 25 tháng 3, cán bộ công nhân viên điện lực Uông Bí đã xuống đường đạp xe tuyên truyền tới nhân dân, các tổ chức, các doanh nghiệp trên địa bàn, chung tay tắt các thiết bị điện không cần thiết, tích cực hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái Đất năm 2017. Với chủ đề tắt đèn bật tương lai, Giờ Trái Đất năm nay tiếp tục kêu gọi cộng đồng bằng những hành động nhỏ cùng chung tay giải quyết những vấn đề lớn liên quan đến năng lượng, biến đổi khí hậu và giáo dục người dân ý thức tiết kiệm điện, bảo vệ môi trường. Theo kế hoạch, từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút tối ngày 25 tháng 3, 11 trên 11 phường xã của thành phố Uông Bí đồng loạt tắt điện để hưởng ứng Giờ Trái Đất năm 2017. Giờ Trái Đất là một sự kiện xã hội quốc tế hàng năm có quy mô lớn nhất và có nhiều người tham gia nhất trên thế giới. Hiện đã có hơn 150 quốc gia tham gia chiến dịch toàn cầu này. Đây là sáng kiến của Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên WWF nhằm kêu gọi các hộ gia đình và các cơ sở kinh doanh tắt đèn điện, tắt các thiết bị điện không ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt trong một giờ đồng hồ vào lúc 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút giờ địa phương, ngày thứ bảy cuối cùng của tháng 3 hàng năm. Năm 2017 là năm thứ 9 Việt Nam tham gia sự kiện Giờ Trái Đất.